Hôm nay là ngày đầu tiên vô học mẫu giáo, học nhà trẻ nè. Chưa ơi, dậy đi con. Trời ơi, nướng quá nè, đi học trễ nè. Ôi trời ơi, ai đẹp trai vậy ta? Nhớ hả? Vô cười cái nào? Trời ơi, dậy đi con. Uống miếng nước nha. Nè, uống miếng nước nè. Trời ơi, ở chỗ em mặc đồ đẹp vậy ta? Ôi trời, nè cho con nè. Ngã mắt mi đi. Ngủ quá à. Ngã mắt mi đi, uống nước đi. Nè, uống nước đi, đang nghỉ mà. Nước cho tỉnh ngủ nè. Uống nước xong đi rửa mặt. Uống nước nha. Thôi mà, đi học không? Vô đi học không? Đi ha. Vô đi học ha. Nào, tỉnh chưa? Đứng lên. Đứng lên đi, đi vô toilet rửa mặt coi. Ở đây đây ôm mami. Không đi học hả? Thôi đi chơi, đi chơi. Đi, đi dẫn ra chỗ